Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nứt số 3 thi viên bích của khối lớp 9 nha. Để tìm những câu khó. Sắp tới thầy sẽ mở những lớp khóa thứ 2 liên quan tới thi viên bích để chuẩn bị phục vụ cho các em thi cấp trường, huyện và tỉnh ha. Đừng có để rớt vùng trường nữa nha, buồn lắm ha. Không còn cơ hội để tham gia các cái sân chơi này nữa. Ta bắt đầu làm bài thi số 1. Chọn hai ô bằng nhau. Cầu cho gặp câu khó đi. Ồ, chả có câu nào khó hết em ơi. Chuẩn bị tờ nháp để lưu kết quả như thường lệ ha. Những cái đề kiểu này ta bấm máy không à. Ô đầu tiên, căn 3x bằng căn 3 của đó, như x là bằng trừ 3 phần 2 thôi. Như vậy là nó đi với ô dưới này luôn nè. Lưu chi nữa cho mình. Rồi ta bấm cái này, bấm máy luôn. Căn 0,81 cộng căn 0,01 cộng cho căn bậc 3 âm 1 hay là tức là âm 5 đó. Cuối cùng là âm 4 này. Âm 4 và 2 này đi với nhau ha. Tiếp tục. Để thử cái này coi. 6 căn 48 trừ 2 căn 27 trừ 4 lần căn 75 trừ 2 căn 3. Hai cái này đi với nhau. 28 thì không thể đi với 0 rồi. Thì ta lấy cái này thử coi. Dùng cái chức năng lưu nhớ là một trong những cái ý mà thầy dạy trong khóa V91. Thì các em sử dụng áp dụng đây, 1 cộng căn 3 phần 2. Các em lưu dõi đi. Rồi giờ các em bấm máy. Trừ 2 x mũ 3 cộng 4 x bình trừ x trừ 1 bằng 0 nhé. Hay là bằng 0. Thì hai cái này đi với nhau ha. Bài thi số 2. Gặp những câu làm rồi ở nít trước thì các em trở lại các em tự coi nha. Đấy, không có giảng nữa đâu, mệt lắm. Hàm số bậc nhất thì y bằng x trừ 1. 6 là căn 36, còn 4 đẩy vô là 16 nhân 2 căn 32. Căn 36 thì phải lớn căn 32 rồi. Cái này là làm nhiều lần rồi. Ở nít trước làm quá trời rồi. Các em quay lại nít trước coi nha. X bằng 121. Tìm câu khó mà thấy sao thấy khó vậy. Căn 364 thì bằng 4. Rồi cái này giá trị nhỏ nhất thầy cũng làm ở nít số 2 rồi. Hoặc là dùng kỹ thuật thầy dạy ở trong khóa học V91. Giá trị nhỏ nhất là bằng 5 phần 2. Đấy, các em. Bài này thầy giải kỹ ở nít trước bằng toán học luôn rồi các em nhé. Tự coi đi. Cái này cũng chạy. Này ở nít trước có, sao gặp toàn đề ở cái nít trước có không à. 2 cộng 2 căn 6 các em nhé. Bài này ở nít số 1 đã giải. Nó bằng căn 2 trừ 1. Rồi thử lại cho chắc đi. Căn của 17 trừ 12 căn 2. Căn của 3 trừ 2 căn 2. Rồi. Trừ cho căn 2 trừ 1. Ồ, shit, để chết kìa. Không phải đáp án là căn 2 trừ 1 đâu. Thử này coi.
Không phải rồi, vậy thì gõ sai này. Căn 17 trừ 12 là căn 2. Rồi căn của 3 trừ 2 căn 2. A chia B. Nó bằng căn 2 trừ 1 nhé. Căn 2 trừ 1. Cái này ở nick số 1 thầy làm bằng tường minh luôn ha. Tìm x để cái này đặt giá trị nhỏ nhất, x sẽ bằng 2. X bằng 2 thì cái này đặt giá trị nhỏ nhất là bằng 1 ha. Như dùng kỹ thuật thầy đã dạy khóa V91. Rồi, đây đây đây. Đây là một bài tập mẫu trong khóa V91 các em. Bài này mà các em chưa được học thì hơi mệt đó. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài này bằng biến đổi toán học luôn. Quy sẽ bằng x mũ 2 cộng cho 2x trừ 4y rồi cộng cho 5y bình trừ 10y cộng 14. X bình thì giữ nguyên. Này lấy 2x là nhân tử chung là còn 1 trừ 2y 2x trừ 4y, xy đúng rồi. Được cộng cho 1 trừ 2y tất cả bình, tức là 1 trừ cho 4y cộng cho 4y bình. Rồi giờ thầy làm cho nó cân bằng trở lại nha. X bình què, cái này què 1 mười 14 lấy 1. Vậy là còn lại là 10, 13. Đây 5 y bình lấy 4 y bình, vậy còn lại một cái y bình. Đây trừ 10 y, đây lấy trừ 6, trừ 4 y rồi, vậy còn lại trừ 6 y. Vậy thầy sắp xếp lại những cái thì nên có y bình trừ 6 y, thầy cho ra trước đi. Rồi số 13 giờ thì rã ra hình số 9 cộng 4. Thì các em thấy gì chưa? Nguyên cái đám này là thành hàng đẳng thức này. À, nó sẽ thành hàng đẳng thức là x bình phương, xin lỗi, x bình phương cộng cho 1 trừ 2y. Tất cả bình được cộng cho y trừ 3 tất cả bình được cộng cho 4. Hai cái bình phương cộng nhau thì tạo thành một lượng không âm lớn hơn bằng 0 cộng 4 thì nó sẽ lớn hơn bằng 4. Vậy quy của mình là lớn bằng 4 em nhé. Ủa, hình như mình sai. Coi chừng nó lừa, để nó lừa khéo lắm nha. Đặc biệt mấy cột cuối những lúc sai ấm ức lắm. Tóm lại giá trị nhỏ nhất của nó là 4. Con này là 14 là không phải rồi. Âm cũng phải, bằng không cũng phải, vậy lớn không? Quy lớn không? Bình phương cộng 4 thì lớn không? Ồ, xém nữa là chọn dưới chết ngắt rồi. Bài này ở nít trước thầy có giải rồi nha. Ở nít trước thầy có giải rồi kìa. Giải lại một lần nữa ha. Tôi khỏi đi, mệt quá. Nít trước thì ra bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu trang web coi thôi. Mất công quá. Các em vô tìm trang web của thầy cũng dễ thôi, các em gõ vi Olympic toán. Thì nó lên ngay trang đầu tiên đó. Đây. Rồi kem vô cái danh sách của khối chính.
nó thành danh sách luôn ha. Rồi các em coi cái bài vùng 7 nick 2. Tua tới. Nó là ở vòng thứ mấy? Mình đang câu hỏi gì ạ? Nằm đâu nhỉ? Thôi trả lại đi. Lười quá. Lười quá nó cũng dở lắm đi. A cộng B cộng C tất cả bình, thì các em biết là nó bằng A bình. Cái này thầy dạy trong cái khóa học V91 em nhé. Cộng cho C bình cộng cho hai lần AB cộng cho BC để cộng cho CA. Từ đây suy ra là gì? AB cộng BC cộng CA sẽ bằng cái này. Trừ cho cái này để trong mặt. Rồi đem chia cho 2. Vậy nó sẽ bằng là 9 mũ 2 trừ cho 53 chia 2 81 chia 53 14. Đáp án là 14. Vậy ta đã hoàn thành được hai bài thi. Ta qua bài thi thứ ba rồi đi ngủ chứ mệt quá, buồn ngủ quá. Bài thi số 3 giá trị của x sẽ bằng, tìm x, biết rằng x nhân cho x trừ 7 trừ 0 x bằng 7. Nhìn vô thấy luôn à. X bằng 7 em. Dễ vậy trời. Cho câu khó khó coi. Úi trời đất. X trừ 3 bằng 25. X bằng 28. Ôi trời chết. X trừ 3 bằng 25. Đọc đề chưa kỹ hay sao? Rồi đừng có chủ quan lên nha. Chủ quan là chết á. Rồi bình phương hai vế, ta có 4x sẽ bằng 2 căn 3. Giờ này làm kỹ ha, mất bò mới lo làm chuồng à. Như vậy là 4x sẽ bằng A là 4, 4 bằng 12. Từ đây suy ra là x sẽ bằng 3. Trời đất, con mấy bài dễ dễ không phải trời. Bài này thầy giải cho các em tường minh luôn. Bình phương hai vế lên, ta có x cộng 5 sẽ bằng 1 trừ x tất cả bình. Vậy là x cộng 5 sẽ bằng 1 trừ 2x cộng cho x bình phương. X bình phương rồi mình đưa về một bên giải thôi, đưa về bên phải hết coi. X mũ 2 trừ 3x trừ 4 ha. Vậy là ta có là x mũ phương trừ 3x trừ cho 4 là bằng 0. Rồi giải cái này bằng cái kỹ thuật thầy dạy trong khoa học V91 cũng được em nhé. Mọi người em tắt ở đây, mình dùng kỹ thuật đó cho nhanh. Bốn và trừ một tại sao ra nhanh như vậy?
trình bày xíu đi. X mũ 2 cộng x trừ cho 4x trừ 4 nó tách ra. Rồi cái nhóm đầu kia rút x ra ở trong con x cộng 1. Cái nhóm 2 rút dấu trừ rút số 4 ra ở trong con x cộng 1. Rồi như vậy tới đây lấy x cộng 1 ra dùng chung ở trong con trừ 4. Chia thành 2 là vẫn còn ha. Rồi suy ra là x cộng 1 bằng 0 hoặc là x trừ 4 bằng 0. Vậy x sẽ bằng trừ 1 hoặc là 4 là đúng rồi. Nhưng mà giờ hai kết quả thì biết lấy kết quả nào. Thì giờ em lấy số 4 thay vô thử ha. 4 giải bài toán phương trình mà có chứa căn là phải thử lại em. Thôi dễ bị hố lắm. X bằng 4 thì ta suy ra là căn chính, căn chính bằng 4 1 trừ 4 là thành trừ 3 là sai nè. Là sai loại à. Còn x bằng trừ 1 thì ta có là thế cho thôi, trừ 1 cộng 5 là 4, vậy là căn 4. Rồi 1 trừ cho x tức là 1 trừ cho trừ 1 là bằng 2, cái này đúng. Như vậy x bằng trừ 1 em nhé. Giá trị lớn nhất của yếu thức này giá trị lớn nhất là bằng 21. 21 nha. Tự giải quyết nha. Có cần thầy giúp không? Thầy giúp luôn ha. Trừ x bình trừ 8x cộng 5. Đó là biểu thức A. Bằng đồng. Bây giờ nó sẽ bằng trừ x bình cộng 8x cộng 16. Trừ x bình trừ 8x vẫn bằng như cũ, trừ 16 thì phải cộng lại 21 thì nó mới bằng 5 bằng đồng. Vậy là bằng trừ của x cộng 4 tất cả bình cộng 21 nhỏ hơn bằng 21, đạt được thì khi x bằng 24. Vậy thôi. Vậy giá trị lớn nhất là 21 em nhé. Cái này toán nít mà sẽ cứ đem đây làm biết ta. Dễ quá. Để làm ra đây cho nó dễ. Trăm mũ 2 trừ 99 mũ 2 là một hàng đẳng thức đó. Các em sẽ biến nó thành là 100 trừ 99 nhân cho 100 cộng cho 99. Như vậy nó sẽ bằng là 199. Đúng không? 100 trừ 99 là 1. Rồi tiếp tục 98 mũ 2 trừ cho 97 mũ 2 cũng vậy thôi. Ở dưới này nó sẽ biến thành là 98 trừ 97, 98 cộng cho 97. Vậy bây giờ nó ra cái số tiếp theo là gì? 98 cộng 97 195. Thử số tiếp theo nữa coi. 96 mũ 2 trừ 95 mũ 2. Vậy nó lại bằng y chang vậy kìa. 96 trừ 95 là 1, 96 cộng 95 là bằng
191. Cứ như vậy, ta có một giải cách đều em. 199, 195, vân vân cho tới 2 cộng 1. Cuối cùng là 2 cộng 1 là bằng 3 ha. Vậy có bao nhiêu số hạng này? Cuối chữ đầu chia khoảng cách cộng 1. 199 trừ 3 chia khoảng cách là 4 cộng 1. Vậy có 50 số. Có 50 số hạng. Rồi giờ ta suy ra tổng. Tổng sẽ bằng lấy đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi. 199 cộng cho 3 nhân số số hạng là nhân 50, rồi tất cả đem chia 2. 199 cộng 3 nhân 50 chia 2, 5050 gam. 50 50. Rồi hẹn các em ở các cái vòng thi khác hoặc là những cái nick khác ha. Các em nhớ tham gia khóa học của thầy. Trong thời gian tới thầy sẽ mở nhiều khóa học nữa để phục vụ cho việc thi của các em sắp đến nơi ha. Nhớ cuối năm chúng ta sẽ còn thi nhiều lắm. Chào tạm biệt. 28 tháng 11 ta gặp lại nha.